Xin chào các bạn, chào bạn quay trở lại với review. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn test cái mô đun điều khiển động cơ bước TB6600. Thì trên tay mình đây là mô đun này. Trước tiên mình nói qua về thông số kỹ thuật này. Thì điện áp các bạn cấp vào DC từ 9 đến 42V. Đây. Và cái dòng cấp tối đa của nó có chịu được là 4A nhé. Các bạn lưu ý là sử dụng các cái động cơ bước là 4A quay trở lại thôi. Đấy. Đối với cái module này, các bạn có thể ứng dụng nó điều khiển các loại động cơ bước như là 42, 57 hay là 86, loại 2 pha hoặc là 4 dây có tải dưới 4A để làm các cái máy như CNC, laser hay là các cái máy tự động, cánh tay robot ấy. Đấy. Và các bạn có thể chỉnh các cái thông số này về các cái bước này, full bước hay là 1/2 bước và dòng ra để điều khiển động cơ bước. Đấy. Có từ S1 đến S3 là để điều khiển số bước này, từ S4 đến S6 là điều khiển dòng ra. Thì các bạn sẽ gạt ở đây các cái công tắc gạt bit ở đây. Thì gạt xuống là on, còn để nguyên ở bên trên này là off nhé. Về cách kết nối nguồn này, nguồn nuôi cho cả module là VCC và GND thì các bạn cấp từ 9 đến 42V. Đó. Và đây là hai cái cặp ở động cơ bước này, A cộng, A trừ, B cộng, B trừ. Các bạn sẽ đấu vào động cơ bước chân PUL cộng và PUL trừ là cái chân sẽ cấp tín hiệu xung để điều khiển tốc độ. Đấy, các bạn có thể lấy tín hiệu này từ cái bộ điều khiển vi điều khiển và chân direct để điều khiển đảo chiều. Đấy. Chân enable là chân cho phép. Đây. Module có các cái header cắm đầu ra, các bạn có thể kết nối với các cái nguồn và thiết bị rất là dễ dàng. Đấy. Thì để cài đặt các cái thông số các bạn sẽ nhìn ở bảng đây nhé. Rồi, thì bây giờ mình sẽ test cho các bạn xem kết nối và test cái module này. Thì đầu tiên các bạn có thể lên trang đây droprobot.com để tham khảo các cái thông số đây, các cái cách điều khiển này đây, và cách kết nối này. Thì hôm nay mình sẽ làm ví dụ theo cái bài hướng dẫn ở đây. Đây, cách đấu nối này, chân enable và chân 5, chân 1 trừ và chân 5 này. Đấy. Chân điều hướng và chân 6 và chân cấp xung và chân 7. Thì đây mình cũng sử dụng kit Arduino Uno. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đấu nối và test cho các bạn xem theo cái bài hướng dẫn vừa rồi. Ok, thì ở đây mình đã đấu sẵn này, đấu xong rồi. Các cái chân enable, chân direct và chân bull 5V, mình sẽ cho hết vào 5V và kéo lên 5V của kit Arduino Uno. Đây. Có các chân tín hiệu này, chân enable vào chân số 5, chân direct vào chân 6 và chân cấp tín hiệu xung. Đây, cấp tín hiệu xung sẽ vào chân số 7. Ok, và ở đây mình sử dụng động cơ bước loại 6 dây này. Đấy. Hai cuộn dây cho vào B cộng B trừ và A cộng A trừ, hai chân chung sẽ bỏ ra. Cấp nguồn 12V. Ở đây mình sử dụng nguồn 12V DC. Rồi. Thì ở trên máy tính này, code mình đã tải về. Đấy. Các cái cấu hình chân này các bạn có thể thay thế vào các cái chân khác. Đấy. Thì các cái code mẫu này nó sẽ cho chạy 500 step và theo một chiều và sẽ 500 step quay ngược lại
Đó. Thì mình sẽ test thử cái côn này trước đã. Đó, đã nạp thành công rồi. Thì về cái phần cài đặt ở trên đây, mình sẽ chọn là full bước và dòng ra là 1,5A. Đây, gạt S6 xuống, các chân còn lại thì nguyên. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn 12V để test này. Đây. Thì bây giờ mình thử sửa code này, sẽ cho nó quay một chiều thôi. Đó. Các bạn có thể đảo chiều nó trực tiếp ở code hoặc là bằng cái phần cứng ở đây. Đó, chân direct này. Bạn sẽ cho nó lên âm hoặc là xuống âm hoặc là lên dương. Thì để sử dụng cái module điều khiển động cơ bước này cũng khá là đơn giản. Thì trên đây mình vừa giới thiệu và hướng dẫn các bạn là test cái module điều khiển động cơ bước TB6600 với cái động cơ bước 6 giây ở đây. Thì nếu mà bạn nào có thắc mắc về cái module này hay là cách điều khiển và căn chỉnh cái module điều khiển động cơ bước này thì có thể liên hệ với nhóm. Nhóm sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các bạn. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.